Làm sao? Làm sao con giục xe ngoài đó? Đi ra đây, đi ra đây. À, con vịt đó hả? Không, đợi ngược rồi, đợi ngược rồi, đợi ngược rồi. Đợi vậy mới đúng nè, đợi lại, đợi ngược rồi, đợi lại đi. Đúng rồi. Không, lượt rồi, ngược rồi, ngược rồi, ngược rồi. Đúng rồi, yeah, that way. Coi mặt bộ đồ không quýnh nó vậy sao không? Đây nè, mẹ nói nè, đừng có để. Đó, đúng rồi, đòi vậy mới đúng. Sao nó cứ kéo sập xuống ngoài trời. Wow, giỏi quá. Bẻ, bẻ lái, bẻ lái, bẻ lái. Mình chạy mình phải nhìn đường, nhìn đằng trước. Chạy phải nhìn đằng trước, mình mới biết mình đang đi đâu. Thôi, để mày cầm cho. Mày cầm cho. Để mày cầm nón cho. Không đạp xe đạp nữa hả? Xe này đạp có lý á, xe này lùng 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 có lý nè chay nè. Xe này dành cho người lùng đó chay. Cho mượn nón coi. Kêu gì? Chay à, cái nón đội, mẹ nói đội cái đội thấp quá mà. Đó, đúng rồi, giỏi. Thôi, đưa nó là mẹ đội cho. Mẹ đội nha. Rồi. Mẹ đội xe luôn. Ừ. Mẹ mẹ có xe quê. Ok. Hai ngày. Hai ngày. Gì mày lên xe ngồi hả? Dạ. Trời. Rồi bây giờ con quay cho mẹ đi. Quay. Ngược lại, quay ngược lại, cầm camera quay cho mẹ đi. À, cô chú đi ra. Cô chú thấy mẹ ngồi xe chưa? Mẹ ngồi lên đi đi, không nổi luôn á trai. Để lên. Quay. Quay mẹ đi. Đây. Đúng rồi, mẹ đi tới là con đi sụp lùi, đúng rồi. Nhìn vô camera có thấy mẹ không? Đúng rồi, mẹ đi tới là chay đi sụp lùi, đúng rồi. Đi ra ngoài thiền chơi không? Đi ra ngoài bốc chơi không? Đúng rồi, đạp đi, nhìn mẹ nè. Đạp lên. Gãy rồi. Đâu có gãy đâu. Không được đâu, đi ra ngoài bông chơi, đi. Sao còn nhảy nữa. Kìa, có chân đạp kìa, có chân đạp, đâu chơi đạp dơ kìa, có chân đạp dơ kìa. Mấy con vịt nó lộng hành dễ sợ luôn á. Đi nè, đi né nè. Đi là phải né, đi kiếm cái đường đi, né. Né qua. Né qua. Mấy anh chị sao bữa nay không ra câu cá nữa ta? Hà hết cá rồi hả? Đi lên thuyền chứ không? Không hả? Chị dưới nhà có thuyền làm gì vậy? À trời, gan dạ dữ vậy. Con muốn lên đá ngồi hả? Không. Con đi đường nào? Để coi nó làm gì nha. Coi nó làm gì nha. Trời ơi, xuống dưới đó là ướt á. Rồi sao nữa? Làm sao? Hả? Con lại cái cục đá kia kìa. Cái cục đá này nè, dễ ngồi hơn nè. Cái cục đá này nó gồ ghề quá. Thì lại cục đá kia ngồi kìa, dễ hơn kìa. Over there. No, this one, the big one. Cái bự nè, cái cục bự nè. Đó, đúng rồi. Nó hỏi where mommy, nó hỏi. Đi từ từ xuống, bước từ từ xuống.
Rồi, rồi, rồi sao nữa? Rồi, lên ngồi đi. Ướt quần hả? Rồi, cười tắm coi, cười coi. Nhìn mẹ nè, chơi, nhìn mẹ nè. Nhìn mẹ để số 2 nè, chơi. Chi, trực, chi. À, cái chân con dọc nước á hả? Khép khép cái chân lại bớt coi, khép khép cái chân lại bớt. Khép cái chân lại. Khép chân lại. Chơi à, khép cái chân lại. Bỏ hai chân xuống nước, khép lại. Chân kia kìa, chân này nè, chân bên này nè, chân bên phải á, khép lại, đúng rồi. Đúng rồi, rồi nhìn mẹ cái coi. À, con sợ bị té bùm quá hả? Trời ơi, con đẹp ghê chưa, tấm này đẹp, nhìn mẹ tắm coi, nhìn mẹ cái chụp hình này. Chi, nhìn đây nè, 1, 2, 3. Nhìn mẹ nè, nhìn mẹ nè. Bị nắng quá hả? Bị nắng quá thôi, đứng lên đi. À, không ngồi đá nữa hả? Sao vậy? Nóng đít không? À, ngồi đây hả? À, ngồi đây cũng được. Hả? Nắng quá hả? À, nắng quá lấy nón hả? À, lấy đây. Đúng rồi. Hả? Đây, 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 đây. Mẹ. Thì bị nước. Rồi, rồi, đó, vậy. Mẹ cũng phải, chắc mẹ cũng phải mua cho mẹ cái nón quá trời ơi. Chứ mà cứ ngồi chan chan kiểu này thôi, không đen cũng uổng lắm á chay. Ủa vậy lại ngồi nữa hả? Sao nãy mới nó không ngồi mà. Quá dữ luôn. Cô bé leo đá. Quá dữ luôn. Ừ. Cái nhà bên hàng xóm mở hát đó con. Cái cô kia hát đó. Ờ, hát ỏ ỏ ỏ. Rồi nhìn mẹ tắm đi, để số 2 coi. Để số 2 nè. Cheese. Nè, nhìn mẹ coi. Coi con ghê ghê kìa, mẹ có con ghê ghê này chay, con này chay. Cười cái coi. Cheese. Đúng rồi. Rồi ướt chân. Để rửa chân cái phải không? Rồi xong rồi. Nói tướng ngồi kìa, ngồi trên đá bá đạo chưa. Mẹ. Sao con? Mẹ tắm đâu? Hả? Này mày coi nước coi. Nước cũng hơi lạnh lạnh. Nước. Coi chừng té. Giỏi quá. You did it, chị đi, high five. Giỏi quá, high five coi. Gì vậy? Gì vậy? Gì giống gì vậy? Kể đi. Có con này là con muốn là nhân vật sợ dơ nè. Hát kìa, ok. Rồi, ra đây mày đổi cho. Đi hát kìa. À, giờ muốn ngồi đây phải không? Ngồi đây. Mày ngồi đi hát kìa. Hả? Kệ đi, dơ kệ nó đi, có gì đâu. Đau ui da. Không được đau ui da hả? Đâu. Ba kệ ướt ướt. Ừ, giày ướt rồi, dép ướt rồi. Nè, nhà ướt. Rồi. Nhà không ướt. Ừ, hả? Dép ướt rồi nó không chịu không cởi ra đó. Rồi đem dép vô, hai dép khác. Chắc mua 10 đôi dép cũng không kịp quá. Rồi đem dép vô, cầm vô. Trời ơi, mẹ tự cầm. Ở đâu có rồi trời, ở đâu sướng rồi trời. Ở đâu mà sướng mà. Có đệ tử đi theo cầm dép vô chơi trời. Rồi vô nhà, mang dép vô. Nóng, nóng chân. Hết nóng chân chưa? Rồi vô lấy dép, tự mang vô đây, kia vô kiếm cái dép nào mang vô. Hả? Đi đâu? Xe để bên kia rồi. Mẹ đi lấy xe. Mẹ đi lấy xe hả? Dạ. Ủa xe của con mà sao con bắt mẹ lấy? Mẹ lấy con. Mẹ đi lấy giùm con hả? Dạ. Con nói thì sao? Nhìn thẳng mẹ coi. Nhìn mẹ nè. Con cởi dài con chạy hả? Thank you.
Trời ơi mặc cái đầm vừa y luôn. Muốn ngồi đây hả? Lấy xuống đây, con lấy xuống đi. Giỏi. Are you okay? Rồi tự động mở ghế ra đi. Tự động mở ghế ra ngồi. Đúng rồi, giỏi. Thấy chưa? Được mà, được nè. Mẹ ngồi ghế. Ừ, đúng rồi, giỏi quá. Mẹ ngồi ghế cơ. Không, mẹ ngồi ghế bự, con nhỏ, con ngồi ghế nhỏ đi. Mẹ ngồi ghế, à, ngồi xuống. Mẹ ngồi xích ga. Ngồi xích ga đâu? Đi ra đường ngồi hả? Dạ. Đi ra đây, đặt ghế ra đây ngồi. Đi ra đây ngồi. Đây chỗ này hơi chật chội ha. Bước ra đây. À, ngồi ngay chỗ này nè. Ngồi làm đại ca ngay chỗ này luôn. Rồi ngồi xuống. Mẹ chơi ghê sao? Mẹ chơi ghê sao? Đồ chơi nào? Rồi ngồi ngồi xếp bằng, ngồi gác chân lên chân, gác chân lên. Ngồi gác chân lên. Ngồi gác chân lên, gác chân lên. Mẹ chơi mẹ. Đồ chơi gì? Mẹ muốn đồ chơi đó thì lại chơi đó đi. À chơi trái banh, dục trái banh đó hả? Dạ. Mất tiêu rồi. Mất tiêu rồi. Mất tiêu gì? Đi qua nhà bà đi lo đặt hay gì? Thôi chơi. Ngon quá. Không biết sửa vô, không biết sửa vô. Sửa con nè, con giấy nè. Apple nhà mình có đó con. We have apple at home, chị đi. Đúng không? Tụi mình nhà mình khứa cấu. Yeah. So who have you invited so far? Nobody. I just asked Jacob, seriously, he just texted me. But we could have Sue or Kevin or, you know, maybe just these guys. Mm. I did say something to my sister. She didn't answer me. So. Listen, it's okay. Yeah, I'm not really worried about it. Mm. We'll have fun with just us. Mm-hmm. Is this yours, Kathy? Yes, it is. It's pretty. Thanks. All right, I really got to get ready. I'm going to be late. Can't keep my keys. I kept coming in here for my keys. Are they laying over there? Yes. Do you want blueberry? Yes. Blueberry. Yes. Blueberry. It's blueberry. Blueberry. She don't want it no more. It's sour? Yeah. Drink some milk. Yeah, drink some milk. Good job. Qua nhà người ta ăn bánh uống sữa đây như nhà mình đưa vậy chắc không uống đâu. Qua nhà người ta. Nhà mình mẹ về ngủ nha. All done, are you done? I finish. Oh, you're gonna finish that? Yeah. Okay, good job. Ngon. Chùi tay vô giấy. Ngồi đàng hoàng. Chùi tay vô giấy. Không có chùi vô áo bà. Ngồi xuống. Nào tiếp đi. Không bị vô áo, không bị vô áo. Easy. Okay. No, fish. I fish. Take it, Mama. She says it's all gone. Is it sour? Yeah. Chew gum? Like blueberry. Yes, he said it's sour.
I think she didn't want the berry in it. No. And you? No. Are you all done? Are you all done? No. No, no. Are you all done? Yeah. You have? I'll take it away. I'll take it. No, do it your body. Okay, thank you. You want to drink milk? Say thank you. You want to drink your milk? Oh, easy. Oh, there's something on there, huh? She didn't want that blueberry on there. Okay, I'll take it. Thank you so much. My pinky. Anh vẽ màu pink. À, con vẽ đây. Mẹ con vẽ. Thằng nhà mặt con mua đồ muốn đập quá chứ. Mày kia được cái. Tao một với hai. Một với hai làm sao? Con gọi với mẹ. Muốn gọi mẹ làm chi? Con gọi mẹ sai rồi. Sai rồi. Hả? Sai vé rồi. Muốn gọi mẹ làm chi vậy? Sai vé rồi đâu. Đưa nách thông minh này. Dạ nách lên thông minh này. Dễ mẹ dễ cái con. Dễ cái con hả? Dạ. Dở nách lên thông minh này. Dở nách thông minh này. Hả? Nách nách thơm đâu rồi? Ôi trời má. Ê mẹ dễ mầm mầm dễ đồ tao. Ừ. Mà dễ đồ tao. Nó đâu biết màu dễ đồ đâu đâu. I love you Jay đi. You know my life. Xong, chê xong môi đó cô chú. Sao che cái mặt mẹ lại ta? Rồi, xong môi đi, xong môi cho cô chú coi đi. Mẹ mẹ ơi, chạy đi gì? Ngồi xuống gì? Tự nhiên đang ngồi ở ghế kia lại xuống đất ngồi. Con ngồi dưới hết cho cái đất rồi. Con ngồi dưới đất làm chi vậy? Ngồi xếp bằng lại. Ngồi xếp bằng lại. Đúng rồi, đúng rồi. Bỏ ghế xuống, bỏ ghế, bỏ gói xuống, bỏ gói xuống rồi ngồi xuống. Ok. Ừ, ngồi gần gói á. Cô đơn, cô đơn nỗi đau, cõi đời lạc lắm. Đó, hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi. Nay là ngày 1 tháng 6 nha cô chú. Con là người làm gái chứ ai. Nè mẹ nè chay nè, nhìn mẹ nè. Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6. Mẹ chúc chay lúc nào cũng vui vẻ, khỏe mạnh, ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ nghe chưa. Nó biết gì chết liền luôn á. Bên đây không có quốc tế thiếu nhi cô chú ơi. Nó quốc tế thiếu nhi là ở Mỹ là ngồi dưới đất vậy. Ngồi dưới đất make up trang điểm rồi kìa. Quay qua đây coi. Quay qua đây cho cô chú coi nè. Quốc tế thiếu nhi bên Mỹ này chỉ có thiếu nhi thì chỉ người lớn thì ngồi quay, còn thiếu nhi thì ngồi trang điểm. Nó trang điểm lần 2 cây. Mẹ cái bể yellow. Cái bể yellow. Ừ. Dạ đẹp quá. Con ghi ghê nè. Ghi ghê đâu? Con ghi ghê. À con kiến đó con. Con kiến, con sợ con kiến. Con sợ con kiến hả? Dạ. À bây giờ là 2 giờ mấy rồi, tới giờ chơi phải đi vô. Dạ, tới giờ phải dạ. Tới giờ phải đi ngủ rồi. Rồi bây giờ giấu cái đó đi rồi giờ mẹ vô mẹ cho chi đi ngủ rồi chiều dậy nghe chưa? Ngủ ngủ đi để cho mẹ có thời gian mẹ làm video rồi mẹ học bài một chút. Mẹ mệt mỏi quá trời ơi. Hôm nay sao mẹ mệt quá. Đây nè, cất đây nè, cất đây nè. Cất đây này nè, rồi đưa trả lại cho bà đi lo rồi tới có gì con qua nhà bà con chơi. Rồi giờ tới giờ đi ngủ đi. Cất đi, không có trốn, cất vô để không có mốt mà qua đây là không có đồ chơi đó. Rồi, cất vô đưa cho bà đàng hoàng. Nói bà ơi con trả bà. Bà mua qua cho, bà mua cho con để con qua con chơi với bà, con vẽ với bà đó. Con làm hư mất công bà mua nữa rồi đem vô trả bà. Nói nè, say I'm going home, I'm gonna take a nap. I'll see you when I.
Okay, say bye bye. See you. Bye bye now. Rồi giờ về thấy không cô chú thấy ngoan không? Yeah. Rồi đi con, đi vô về, về ngủ. Ôi trời, nhờ vậy mẹ mới biết cái chai thuốc nhỏ mắt của mẹ rớt. No, she just give you the color. Okay, I'm gonna go put đây, lại lên. Table, okay? Đây, 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 đây. Bà màu green. À, con đưa cho bà màu green hả? Dạ. Rồi bây giờ về cái mình thay đồ ra. Mình đi vệ sinh xong rồi cái mình đi ngủ nha con. Ok. Ok, giỏi. Mày lên mày kể cho cha nghe chuyện ghê ghê nha. Ngày nào cũng vậy trước khi đi ngủ. Ủa, cái ghế để đây từ nãy giờ hả? Trước khi đi. Ơi, trời ơi, cái chiếc siêu xe để ngoài kia từ nãy giờ luôn hả? Dạ, mẹ ngồi xuống. Hả? Ngồi xuống, mẹ ngồi xuống. Thôi, ngồi xuống đi, ngồi xuống chờ mẹ đi, mẹ lấy siêu xe vô cho. Ngồi xuống. Mẹ ngồi bên kia. Ngồi kia nào? Ngồi bên kia, kia. Không ngồi đó đâu hả? Không chơi. Không, không muốn chơi. Đi ra lấy, trời ơi, kìa, chơi. Mấy con vịt ngoài đó kìa, đi ra dí ra đi kìa. Muốn chạy ra dí nó cái không? Ừ. Chạy ra dí nó cái đi. Chạy trên cỏ kìa cho đỡ nóng chân. Xe hello. Hello. Không coi cho nó làm gì á. Who's she going? Làm sao? Who's she going? She just like... Just like a duck puppy. Yeah. They probably ain't even scared of it. They're not even moving that fast, you see? Mm-hmm. Let me get over there. Yeah, take off for me. No. I'm looking for them all. What? What was that? $80,000, I said look for them all. Really? You bought it? You bought it $80,000? Worth it to me. Two bedroom? Yeah. Yeah, it's perfect. Yeah, I have two bedroom too. Right here. How much you pay for yours? Huh? How much you pay for yours?